Bữa nay người ta thích một người phải nam tính. Em ngày nào cũng đi đá bóng. Ngày nào cũng đi đá bóng đâu phải là ông bóng. Em giống em. Ngồi đàng hoàng lên, cứ ngồi chứ hoành tráng lên chút coi. Tiền lương hơi bị vắng. Chị bắt tiền sao? Tay cái coi. Chắc nha. Rồi. Tao chắc chắn à. Bắt tay đây. Này. Đúng rồi. Chứ chắc chắn rồi. Bắt tay thôi. Đó, mình tên là Huy, ở Nam Định, 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng công ty Nệm Cao Su Kim Cương. Bạn bình tĩnh chưa? Tao thấy rung quá vậy. Rồi thôi bây giờ để bạn nữ giới thiệu đã nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể khán giả. Em tên là Võ Phạm Bảo Thi, năm nay em 25 tuổi. 25. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Thế bạn đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Gọi là chính thức mà yêu á thì em chưa có mối tình nữa. Lý do tại sao? Khách quan thì có thể là do môi trường làm việc của em. Em làm phòng nhân sự cho nên là chủ yếu là các anh chị lớn tuổi hơi nhiều, có gia đình rồi. Rồi yếu tố chủ quan là có thể là do em ngoan quá, do nghe lời ba. Ba em lúc nào cũng khuyên em là học xong cấp 3 hãy có bạn trai thì lên đại học. Ba cũng vẫn tiếp tục nhắc là học xong đại học thì hãy có bạn trai. Rồi tới lúc mà đi làm á thì ba em hết nhắc em rồi, nhưng mà em vẫn nghe lời ba. Trời đất. Thế nhưng bây giờ ba còn dặn dò gì nữa không? Dạ hiện tại bây giờ thì ba em không dặn nữa. Ba em thì như vậy nhưng mà mẹ em thì ngược lại. Mẹ em thì là người đăng ký tham gia chương trình này cho em. À vậy dạ. Em ơi, ví dụ bây giờ em dẫn một người bạn trai về, mẹ em rất yêu thương người đó, em muốn cưới. Nhưng ba em bảo rằng thôi đi con, ba thấy không được. Vậy thì sao em? Dạ không, cái đó chắc là phải do em quyết định rồi. Ba mẹ em chắc là chỉ là góp ý thôi. Còn người quyết định vẫn là em. À vậy thì được rồi. Dạ. Bạn nói một chút gì về mình đi. Mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình thì đều là em ở ngoài Bắc. Mối tình nhất thì hồi thì đi học thì cũng là bạn gái chủ động tấn công. Đấy thì cũng yêu nhau được tầm hơn một năm rồi chia tay. Sao chia? Bạn gái chủ động chia luôn hả? Bạn gái nói chung là quen một người khác. Chủ động tấn công xong chủ động quen người khác. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng kéo dài được khá lâu, nhưng mà do khoảng cách Bắc Nam ấy. Cô ấy làm ngoài Hà Nội, còn em ở trong này. Em vào đây lâu chưa? Em ở đây 4 năm rồi. Bố mẹ cô ấy không cho vào trong này. Dạ. Bạn quyết định lập nghiệp ở trong đây luôn? Dạ. Bây giờ ở đây với ai? Em tự lập vào đây một mình. Học xong em vào đây một mình luôn. Bạn ở nhà ai? Em ở công ty. Rồi bây giờ ví dụ mình định tương lai lấy vợ về thì mình sẽ như thế nào? Thì em cũng có dự định là sang năm em sẽ mua đất ở Bình Dương. Thì cái dự định đó mình tính khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc cũng được khoảng 70% rồi. 70? Được, như vậy tốt lắm rồi ha. Dạ. Hiện nay thì bạn sẽ tìm một người con gái thế nào để có thể hợp với mình? Em cũng không quan trọng về ngoại hình cho lắm. Quan trọng là phải khéo léo một chút và biết nữ công ra tránh. Không xăm mình, không lè lẹt quá. Để hỏi bạn nữ một tí, bạn có xăm mình không? Dạ không. Không ha, có nữ công gia chánh không? Hiện tại bây giờ em chưa biết, nhưng mà em nghĩ là em có thể học được nếu mà cần thiết. Trời, nhưng mà bây giờ là mình giới thiệu một mình một chút xíu. Dạ. Về năng lực của mình. Với em thì em có một cái ưu điểm lớn nhất, đó là có rất là nhiều nhược điểm. Đó là ưu điểm của em. Có thể là nói là em hơi khó tính một tí. Mà cũng non, hay ghen. Chưa bạn trai ghen với ai mà la hay ghen? Em ghen dùm. Em ghen dùm bạn. Ghen dùm? Dạ. Rảnh quá ha. Ghen dùm là sao? Bắt gặp một cái người bạn trai đó đi với lại một cái người khác, nhưng mà mặc dù là cái bạn đó là đã đang quen với là bạn của em. Ừ. Thì em về em kêu cái người kia là phải dẫn cái người này đi. Đúng. Dạ, giống như là chỉ cách cho bạn ghen đó. Chỉ cách cho bạn ghen. Trời ơi, chưa có bồ mà chỉ cách cho người ta ghen nữa kìa. Nguy hiểm anh ạ. Quá dữ. Quá dữ luôn. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì có thể là nhìn đàn ông tí xíu. Em không thích những cái bạn mà kiểu như trâu chú quá, bóng bẩy quá thì em không thích. Cao khoảng 1m7, chững chạc, có công việc làm ổn định. Điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Trẻ con quá, bạn vào tứ đổ tường. Đặc biệt là không thích những bạn mà nhậu nhẹt, bê tha. Thì hỏi coi, có tứ đổ tường không? Em chào chị. Xinh quá. Có tứ đổ tường không? Không. Có như rượu chè cờ bạc gì không? Em chỉ nhậu rồi. Nhậu nhiều ít? Nhậu thì cũng được chục chai. Chục chai? Dạ. Cao bao nhiêu? Cao 1m73. Được. Cặp này bề ngoài là có vẻ xứng đôi rồi đó. Em đứng lên coi, quay dần lại, quay dần. Mặc áo chi mà ôm dữ vậy? Áo chật không? Hả? Chật chật. Từ ngày đầu tiên đi gặp bạn gái mặc áo chi chật vậy? Xoay qua coi. Mặc chi mà nó sắc rạc, quay trước lại coi. Gì mà mặc đồ mà chật nít, như lòi ra tùm lum. Ba bạn đi qua đi lại thôi, đi qua đi lại thôi. Hả? Đi đánh đồng sao thoải mái thôi, đi thoải mái thôi. Hình như hơi rung hay sao? Rung. Rung quá đúng không bạn? Dạ. Bình tĩnh không sao đâu, có tôi đừng lo. Ngồi bành ra ngồi thoải mái cái gì mà túm túm là gì? Bữa nay người ta thích một người phải nam tính. Em ngày nào cũng đi đá bóng. Ngày nào cũng đi đá bóng đâu phải là ông bóng. Em giống em. Ngồi đàng hoàng lên, cứ ngồi chứ hoành tráng lên chút coi. Quần nó hơi bị rách. Quần đất tiền sao?
chắc không? Chắc. Chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Mạnh mẽ lên nói gì cái từ coi. Chắc chắn. Em chắc chắn luôn á. Em chắc chắn luôn á. Bắt tay cái coi. Chắc nha. Rồi. Tao chắc chắn là bắt tay coi. Bắt tay. Đúng rồi. Chứ chắc chắn là bắt tay cái coi. Là. Đó vậy đó. Dạ. Mạnh mẽ lên. Có anh này đừng có lo. Có tật xấu gì không? Em thì chỉ lừa giặt đồ. Ngại thôi, chứ không phải là lừa. À, ngại giặt đồ đúng không? Dạ. Có tắm mỗi ngày không? Có ngày nào chị tắm chị? Tại nhiều khi làm biến giặt đồ cái không tắm luôn, khỏi không thay đồ. Không. Có mùi gì không? Không. Chắc không? Chắc. Đó đúng rồi. Phải mạnh mẽ là gì đó. Dễ thương đó nè, những người dễ thương tôi mới nói chuyện nhiều nha. Cái đồ nhỏ có bị điện giật hả? Đây. Ủa nó chơi mà có thiệt luôn hả? Ủa điện giật cực quẹo ngón tay vậy luôn hả? Vâng, tại vì cũng hơi tinh nghịch tí thế sờ vào dây điện à. Có quẹo gì nữa không? Không chưa. Vậy cứ quẹo ngón tay. Dạ. Nhưng mà giờ dạ. Lấy vợ vậy có làm dâu không? Không, ở trong này luôn, nhà em ngoài Bắc mà. Hiện tại giờ là bao lâu thì lấy nhau được? Khoảng 1-2 năm thì tiến tới hôn nhân được. Có bao giờ khóc về tình cảm chưa? Khóc về tình cảm thì hiện tại là chưa. Hồi đó giờ có ai chọc mình quá, mình tức quá, nói không được cái mình khóc chưa? Không, không. Sao chuyện đây được? Bữa nay muốn không? Thôi chị. Thôi ha. Ờ dạ. Thôi. Bỏ rồi. Dễ thương lắm em. Rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Chị nói thiệt. Dạ, em tin chị. Tin chứ. Chị nói đúng không á. Chị nào nha. Ồ. Em chào anh lên nè. Chào bạn. Dạ. Quá xinh rồi. Dạ, anh bên đây anh hơi nhút nhát chút xíu thôi. Nhưng mà tính tình thấy dễ thương lắm. Bạn gặp bạn chắc cười suốt ngày luôn á. Dạ. Bây giờ chuẩn bị bao nhiêu lâu mình có thể đám cưới được? Chuyện đó chắc là từ từ. Nếu xét đánh thì là bao lâu? Nếu mà xét đánh chắc khoảng 1 năm. 1 năm. Rồi, để đúng mình được. Thông báo nha. Dễ thương nhưng có vẻ cũng hơi khó tính chút xíu. Hôm nay bạn đi từ có từ ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có. Có mẹ em. Chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Dạ, cô thấy cái anh bệnh sao cô? Thấy cháu này thì hiền lắm. Mà công việc cũng ổn định rồi, thấy trước mắt là không có phải về ngoài Bắc được là cũng được rồi. Dạ. Nếu có 70% thì cô ủng hộ 30% cho. Cô thì lúc nào cũng ủng hộ hết. Thôi nói gì cô. Nói gì. Thì bây giờ công việc của con cũng ổn định rồi. Thì nếu mà cô đồng ý thì sẽ để cho hai bọn con qua lại. Theo như mẹ thấy thì con cũng nên cho mình cơ hội với bạn cơ hội. Mẹ nói vậy là coi như là mẹ chịu rồi đó. Con cảm ơn cô. Mẹ nói vậy là chịu rồi đó. Chị Tường nói không sai. Em đi với anh đồng nghiệp cùng công ty. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Huy là em làm cùng công ty. Hai anh em làm việc cũng lâu rồi. Bình thường khi mà tiếp xúc với người lạ thì rất là nhát, nhưng mà khi mà đã quen rồi ấy, hầu như là đứng trung tâm ấy, thấy là cái tính cách hai bạn hầu như là nó hơi bị trái ngược. Cái bạn bên này hơi mạnh mẽ, còn về cái tính của Huy thì hơi tình cảm. Khi mà lát nữa mà gặp nhau thì phải có cái ánh mắt nhìn nhau và 2 phút nói chuyện với nhau, hai bạn thấy hợp với nhau thì nên cho mình một cơ hội để là gặp gỡ nhau, tìm hiểu, tiếp xúc ở bên ngoài. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Khi nào mà quen rồi bạn trở thành trung tâm đúng không? Không có nhút nhát gì đúng không? Rồi bây giờ kéo màn lên, mình quen rồi mình trung tâm không nha. Kéo màn lên. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò. Cùng hai em xin cười khà khà kha với các cặp đôi hôm nay nhé. Cố gắng thuyết phục nha. Bắt đầu. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Em giờ đang làm việc ở Sài Gòn hay Bình Dương? Dạ em làm việc ở Sài Gòn. Gia đình em cũng ở Sài Gòn luôn. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận 7. Còn anh? Em ở Bình Dương. Dạ. Nếu mà vậy thì một tuần anh lên được bao nhiêu ngày? Anh sẽ rảnh tất cả các buổi tối. Tại vì công việc của anh chỉ làm giờ hành chính thôi. Thì là ngày nào anh cũng đi lên đây hết. Cái đấy thì hơi xa thì chắc một tuần cố gắng khoảng 2-3 buổi là được rồi. Thì nếu mà em muốn hơn thì em sẽ cố gắng. Nếu mà hơn thì là khoảng bao nhiêu? Khoảng 4 buổi. 3 lên 1 buổi. Thế tại vì anh hay đi đá bóng nữa. Chiều anh cứ thường 2 ngày anh đi đá bóng một lần. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Từ chỗ em ra Gò Vấp hoặc là Bình Thạnh có xa lắm không? Tại vì anh không thạo đường Sài Gòn cho lắm. Dạ. Anh chỉ quanh Gò Vấp với Bình Thạnh là anh biết được. À, dạ chắc cũng khoảng 1 tiếng. Chắc không xa lắm. Tiếng là hơi xa so với con gái đấy. Dạ. Ý lắm. Định là mấy mốt là ở đây từ Bình Dương chạy lên tới Gò Vấp, rồi bên đây chạy ra Gò Vấp. Chị sẽ ôm cái đó chị. À, cái đó em phải ghi nhận người ta rất là thật thà. Dạ. À, bạn gái cảm nhận Huy thế nào? À, em còn thấy thằng này cũng được. Có thể là cho nhau một cơ hội. Sau này công ty em mà có chi nhánh ở Bình Dương thì em có lên đấy làm được không? Nếu mà có xe đưa rước hàng ngày, tại vì gia đình em ở đây hết mà. Câu là giả tỷ mai mốt mà hai người lấy nhau em đi về Bình Dương ở được hay không? Vậy anh lên quận 7 ở được không? Chắc cố gắng. Trời đất ơi, lúc này ba phải nữa. Không phải. Gái lấy chồng phải theo chồng chứ em. Lỡ đó quận 7 có sẵn thì sao anh? Thì anh thích cái gì mình tự tạo ra. Dạ.
Anh có sợ người hay ghen không? Ghen hay không, đối với người phụ nữ thì do ở người đàn ông. Đàn ông hay lăng nhăng hoặc là tính không chung thủy thì người phụ nữ dứt khoát là phải ghen rồi. Còn đã yêu nhau thì nên tin tưởng nhau. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ đến với đồng ý hẹn hò hay là không đồng ý hẹn hò. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Cái này không có. Cái gì? Cái gì? Hả? Sao vậy? Cái nào? Hả? Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Lo quá bạn. Ở hả? Gì mà cái gì? Nắm tay, ta nắm bằng tay, bạn làm gì nắm cái cổ tay người ta vậy? Dạ em tên là Yến Quang, 28 tuổi, hiện tại em làm tóc. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Long An. Rồi, bên kia, bên đây 28 tuổi nha, đang làm tóc. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Nhật Quang, em năm nay 31 tuổi, em đến từ Cần Giờ. Bạn làm nghề gì? Em thì em có một cái shop giày dép nhỏ nhỏ, em buôn bán kinh doanh. À, như thế là hai người đều là làm đẹp hết á. Mình làm ngành này lâu chưa, làm tóc lâu chưa bạn? Em làm cũng mấy năm rồi chị. Thế mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? 4 năm. Mà 4 năm qua mình không có người bạn trai nào sao? Dạ cũng có tìm hiểu nhưng mà không thấy không hợp á chị, nên là không có quen. À, mình có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ nhiều khi cũng khó tính chút. Tính của em thì vui nhưng mà nhiều khi mình xét nét á, ví dụ như cái người đó này được nhưng mà cái kia không được vậy đó chị. Vậy bạn như một người đàn ông như thế nào thì mới có thể hợp với bạn? À, trước tiên em nghĩ là ngoại hình thì dễ nhìn, em nhìn có thiện cảm, tính tình thì vui vẻ. Dễ nhìn nó có nhiều thứ dễ nhìn lắm bạn. Ví dụ cái mẫu như thế nào? Dạ giống như anh Quyền Linh đi. Vừa mắt em. Vừa mắt em. Đứng lên. Cũng giống tôi lắm à. Giống không? Giống. Được rồi, bự. Bạn nam thì sao à? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có được 4 đến 5 mối tình thôi chị. 4 đến 5 mối tình? Dạ. Ít quá ha. Mối tình cuối cùng của bạn là cách đây bao lâu rồi? Mối tình cuối cùng của em cách đây trước Tết thôi chị. Còn bạn có biết mình có khuyết điểm gì mà mọi người phải xa bạn? Cái khuyết điểm của bản thân em thì em có hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Em nhai xương cơm hơn nhiều. Gì nữa? Không biết nữa, có nhiều đó. Có thuốc với nhai xương cơm thôi. Vâng. Bạn nữ, mình giới thiệu một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em giỏi nội trợ, nữ công như chánh thì giỏi. À. Còn khuyết điểm thì nóng tính, hay quên chút. Nóng tính? Dạ. Khó tính mà còn nóng tính nữa. Thì khó gần á chị. À. Bạn thấy mình kén lắm phải không? Dạ chắc cũng kén. Có cái điểm nào bạn cần và bạn không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích con trai hút thuốc. Bạn mới đâu hút thuốc, ở nhà kẹo xin gum thôi. Bên này hút thuốc. Em thì khi mà ở trong tiệm hoặc là họ còn gọi là sủng nhi á, thì người mà em đã quen á thì khi mà đi chung với nhau á là em hạn chế hoặc là em không hút thuốc. Rồi, không hút thuốc, coi như nếu mà được quen bạn gái bỏ luôn được không? Dạ, khi mà em lấy vợ mới bỏ anh. Lấy vợ mới bỏ. Trời thấy giá. Bây giờ các bạn nam bên đây nè, bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về cái người phụ nữ mà em tìm á, xét về cái ngoại hình thì em không quan trọng là chiều cao gì hết. Tại hầu như em thấy phụ nữ nào cũng hơi thấp hơn em xíu. Em thì thuộc dạng là thích cái khuôn mặt người con gái. Ví dụ như mắt em hí đi, thấy người đó mắt hai mí, nhìn nó khác. Bù lỗ nhau đúng không? Bù lỗ nhau, vậy đó. Rồi còn về mà có tính tình là em thích người phụ nữ thông minh anh. Người phụ nữ thông minh thì người ta sẽ ứng xử từ việc nhỏ được lớn, nó sẽ có cái nhiều... gì mà bạn không có mà thích người kia có. Dạ đúng rồi. Dạ, là thông minh. Vâng, thích người kia thông minh. Em thì cần cù, em bù thông minh. À cần cù thông minh cái này được, thật thà đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ hỏi tôi hỏi bạn một câu nè, bạn có ý định kết hôn chưa? Dạ em có ý định kết hôn là cũng bắt đầu từ khi mà đăng ký chương trình này thưa chị. Bây giờ kinh doanh giày dép thì kia đủ kinh phí để có thể lo cho vợ con rồi chưa? Có thể em nuôi thêm một vợ và trên hai đứa con được. Ừ, chứ đừng mua một con hai vợ nha. Thật sự bạn có cái bí mật gì không? Khai báo ra đi. Dạ cái đó thì chị Cát Tường qua thì em sẽ cho chị và coi khán giả biết bí mật à. Trời. Qua đi qua, qua liền. Tôi sợ bạn, sao tôi không qua? Dạ em có những cái này. Cái gì vậy? Dạ. Là cái gì sao mình Cát Tường coi cho ai coi vậy? Dạ cái này nó bình thường thôi, đối với anh chị đó là chuyện bình thường. À. Nhưng mà đối với những người phụ nữ truyền thống hoặc là phụ huynh của những phụ nữ truyền thống chẳng hạn, người ta sẽ nhìn vô ban đầu
ôi thằng này nó như vậy là nó không được đàng hoàng gì đó. Tức là xăm hình đúng không? Dạ đúng. Khi nào vì mấy lý do này mà gia đình bạn gái người ta không chịu không? Em cũng tiếp xúc với gia đình của những bạn gái đó là thấy bình thường. Em giấu hay là em đưa ra? Em không giấu, không giấu chị. Khi mà em xăm chẳng hạn thì em quyết định em xăm lộ chứ em không phải xăm kín để mình che như vậy. Dạ. Thì trước sau cũng phát hiện thôi. Không, chị mà xăm mà chị xăm kín không à? Dạ. Chị tên... ai mà muốn tìm cái kín thì mới thấy cái xăm. Có kín à? Tôi đâu biết tôi nói gì đâu. Trời ơi, mà nó nghe nè. Dạ. Em có thể cạo mấy cọng râu này được không? Cái này em để qua trên 5 năm luôn hả? Chị vậy? Em cũng một sở thích thôi anh. Cũng sở thích nữa. Cạo là chuyện bình thường được. Đúng không? Dạ được. Cũng bạn gái gặp nó thôi hung nhỏ quá cạo đi là sao? Thí dụ bạn gái yêu cầu nhưng mà cạo. Đôi lúc bạn gái thích thì sao anh? Không thích nó không, đa số chị quá. Đảm bảo em đa số là 10 con gái không thích hết 10 rồi. Tin chị đi, kinh nghiệm sống chị càng đầy. Chứ còn cái này thì chị thua rồi. Em về em bạn cái vụ xăm xăm chứ. Được rồi, bây giờ nào, thí dụ thứ nhất nè. Hồi nữa em nhớ kêu anh cạo cái râu đây nha. Anh hứa chị rồi, chị ghét ai để râu để lắm. Em cũng ghét nữa. Đó là chị biết mà. Em quan điểm như thế nào về hình xăm? Hình xăm thì cũng bình thường, tại em cũng có. Em cũng có? Dạ. Ở đâu? Ở đây hả? Không. Là bình thường thấy không hay là không, phải em thấy. Không thấy hả? Vậy là giống ý chị rồi phải không? Dạ. Ở vô chỗ kính mới thấy đúng không? À. Có xăm nữa hả? Có. Cho coi coi. Bậy cái này vô chỗ kính mới thấy. Hả? Bậy rồi. Có xăm hả? Xăm nhiều không? Chút à. Chút à anh. Chút mà hả? Không, mặt xinh mà. Dễ xinh mà. Mà. Em thích những cái người mà có một cái cá tính lạ không? Đừng nói lạ quá. Này cũng hơi lạ đó. Lạ quá thành lạ lùng. Nhưng đây dễ thương. Mình nói chứ mặt hiền lắm, nhìn là biết hiền rồi. Cái vấn đề tại vì những người hiền hay giống như những người mà thể hiện người ta như hiền ta thấy quá, mình dữ dằn ta xăm con hổ ngay đây không? Rắn ngay đây nè. Như thật sự đằng sau là con thỏ ví dụ vậy. Ha. Em không thích gì ở người đàn ông? Không chung thủy. Không chung thủy. Thuốc. Không thuốc là bên kia có thể bỏ được. Em có ghen không? Chắc em không. Ủa yêu mà không ghen hả? Ghen ví dụ như đáng. Đáng thì mình ghen chứ còn mấy cái mà không đáng thì bỏ qua. À đúng rồi. Để tin tưởng nhau. Không, nhưng mà chị hỏi em có ghen không? Không, em không ghen anh. Không ghen luôn hả? Tại vì khi mình xác định quen, mình có sự tin tưởng thì mình không cần ghen. Rồi, được. Khoan, cho em xí hỏi gia đình người thân một chút. Thế bây giờ bản thân em thì không có vấn đề gì. Nhưng mà thí dụ như về gia đình em mà thấy bạn trai xăm nhiều vậy rồi, gia đình em có vấn đề, có chịu không? Ba mẹ em cũng không có thích. Tại vì hồi bạn trai trước của em có hình xăm, ba mẹ em cũng không có thích. Rồi sao bây giờ lỡ như yêu anh này rồi dẫn về rồi gia đình không chịu vậy thì em giải quyết sao đây? Chắc để thời gian từ từ á, nhiều khi thấy hình xăm nhưng mà cái con người của người đó như thế nào. Ừ. Đúng rồi. Ủa Nam có đi với người thân không em gái? Dạ có anh. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao nha. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường ạ. Nãy giờ mình nghe bạn trai này nói vậy sao mình cảm nhận là có hợp với bên kia không? Nói chung là em thấy cái bạn trai bên đây cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Bạn có đi với người thân không? Dạ em có đi với hai đứa em. À, mình hỏi chút xíu về bản thân nữa. Bạn nghĩ sao về hình xăm? Em thấy thì quan niệm này thì cũng bình thường ha. Tại vì mình chủ yếu là con người, bản thân con người mình sống như thế nào thôi. Còn hình xăm ở ngoài thì không có gì hết. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chào hai em. Rồi, em nhìn nhận chị này như thế nào? À, chị có vẻ là hơi khó tính. Hơi khó tính. Dạ. Em thấy có hai người có phù hợp với nhau không? Em nghĩ là qua quá trình mình quen và mình tìm hiểu thì mình sẽ chấp nhận với nhau thì sẽ hợp nhau. Rồi, cảm ơn người thân của hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên, hai bạn sẽ có cảm nhận nhiều hơn. Rồi, con quay qua đi. Xin chào em. Có món quà anh xin tặng cho em. Anh không có đòi quà đâu, anh yên tâm. Anh có gì hỏi em không? Cái ấn tượng đầu tiên của em là về anh như thế nào? Ấn tượng thì nhìn cũng được. Cảm ơn em. Dạ. Thì em thì anh còn cái bản thân anh thì anh thấy em không có đẹp là vì em quá đẹp rồi. Hước quá ha. Có cái gì em hỏi anh nữa không? Nhìn to con bậm trợn gì mà có vẻ rung nhỉ? Thì đối diện với người đầu tiên mình gặp muốn hẹn hò thì hơi khớp một chút xíu chị. Hồi nãy anh có nghe nói là bên phía gia đình em là hoặc là em đã từng quen một người bạn trai có dạ. Hình xăm. Thì anh hy vọng là hãy cho anh một cái cơ hội tiếp xúc với gia đình em hoặc tiếp xúc với em. Dạ. Anh biết con người của anh có như con người bề ngoài hay không? Dạ. Cảm nhận khi gặp người bạn trai trước mặt như thế nào? Tinh thần tim mình như thế nào? Tim nó đập cũng bình thường. Ví dụ khi mà bạn gái run, khi bạn gái lo, khi bạn gái buồn thì mình sẽ làm gì? Em xin hát một bài nó buồn để cho bạn buồn hơn nữa.
Rồi hát đi, thử coi bạn buồn không? Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh hát em thấy em cười. Đó cười, em hát hạt buồn mà em cười. Bây giờ mình nói một câu gì đó kỹ nha. Ngọt, thiệt là ngọt, thử xem. Anh không phải là sói ca nên anh không có nói được cái ngôn tình, nhưng nếu em cho anh một cơ hội anh sẽ làm em không thất vọng. Hay. Em nghĩ là lên chương trình thì cũng cho mình cơ hội, cho Việt Nam cơ hội. Trên đây có 2 phút rồi cũng không có nói được gì nhiều hết, cũng không hiểu được gì nhiều hết. Đúng. Bạn nam có muốn nói gì nữa không? Dạ, em nói lời cuối cùng, hy vọng bạn gái sẽ hiểu. Lời cuối cùng hồi nãy đó. Ghê quá, lời cuối cùng ghê quá. Hết hồn hết gì. Rồi. Hồn. Anh không phải là sói ca nên anh không thể nói những câu ngôn tình. Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Thuộc luôn thấy không? Câu này cũng nằm trong một cuốn ngôn tình. Một. Suy nghĩ cho kỹ các bạn nha. Chúng ta đang có hàng triệu người chứng kiến. Điều này hết sức là thiêng liêng. Nói chuyện vui vẻ, tìm hiểu nhau, nhưng khi quyết định nó không phải là chuyện đùa giỡn nữa. Hai. Ba. Hết thời gian.